Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa cả phu nhân và kính thưa tất cả các đồng đội, hôm nay về dự cái lễ gặp mặt của cả đồng chí Hải Phòng, nghe hai cái bài phát biểu của đồng chí Chính và đồng chí Tiến đi tới là những cái tuổi thơ của những tuổi thơ này, có một thời niên thiếu của chúng tôi, tổ quốc lâm nguy, nước nhà vận hàn, một thế hệ trái hùng đại đạo lớn lên bằng lòng dũng cảm, được hy sinh. Ấy là thời giặc giả chiến tranh, những cuộc ra đi như đi vào huyền thoại, những cuộc ra đi không bao giờ trở lại, những cuộc ra đi không hẹn ngày về. Hôm nay là sau 45 năm gặp lại ở cái tuổi mà thất thập cổ đại hy đây, chúng tôi lại gặp nhau tại đây và nhớ lại các cái 45 năm chúng tôi đã gặp nhau ở chiến hào Điện Biên Phủ. Dù bây giờ là mỗi người mỗi lĩnh vực, mỗi đồng chí có một cái gia đình riêng, nhưng mà cái mãi mãi là chúng ta là đồng đội với nhau mãi mãi. Thế tí nên phát biểu cảm tưởng. 679 ngày anh em bọn tôi bị tròn, từ 2.000 người thì tròn ra được 45 đồng chí là yếu tố đủ tiêu chuẩn để đi Hải Phòng. Cho nên hôm nay đoàn chúng tôi là ra đây là có 45 đồng chí vượt qua 400 km ra dự cái lễ kỷ niệm các đồng chí. Cái thứ nhất là vì chúng tôi yêu quý các đồng chí Hải Phòng, cái thứ hai là chúng tôi trân quý tình đồng đội một thời ở nơi biên giới gian lao vất vả, cái thứ ba là chúng tôi quý mến cái lòng dũng cảm được hy sinh của các đồng chí Hải Phòng khi ngày đến gian lao vất vả. Như đồng chí Tiến nói là có những người là chưa đến cái tuổi 20 nhưng vẫn xin tất cả công việc kiếm lại để lên đường chiến đấu bảo vệ tổ quốc, cái đó cái rất đáng lòng. Và cáo trái nữa có nghĩa là mà chưa chuyển ra cái gì nữa này, mày có chạy không đi thế này, cái rất là quan trọng là khi cả đồng chí các người Hải Phòng đó yên ngang chi biến đường đâu báo cho cả bọn này không biết ai cũng đâu. Và để dự lễ hôm nay thì cái mặt anh em tôi xin được và xin được cảm ơn tất cả gia đình các đồng đội đã tạo điều kiện cho chúng tôi có ngày hôm nay, và xin được cảm ơn tất cả các bạn. Cuối cùng chúc mọi người mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, xin chào. Trân trọng cảm ơn đồng chí. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm Thanh,